Đại sứ Mỹ tại Việt Nam Daniel Crichtonbrink đăng video trên Facebook của Đại sứ quán Mỹ ở Hà Nội chúc Tết người dân Việt Nam, gây chú ý công luận. Suin suin oi suin da ve. Clean the house now, friends are on the way. Grab the hoa mai hoa đào. Get ready to party from Hai Giang to Cam Mau. Tết in Vietnam is the tops. I love the hot spots and hot pots. I drink Cafe Soda, not cappuccinos. Bring Lisi with me everywhere that we go. Cash for the kids, blessings for the family. Không những truyền thông Việt Nam mà nhiều báo lớn trên thế giới cũng tường thuật và dẫn link của video này với phản ứng lẫn lộn. Theo tờ Guardian của Anh, video của đại sứ Crichtonbrink tự trào rằng ông là thằng bé từ Hà Nội có thể khiến ông bị chế nhạo, nhưng nỗ lực ngoại giao nhạc rap của đại sứ Mỹ được dân chúng đón nhận một cách tích cực. Theo AFP, đại đa số dân mạng cho rằng video này rất thú vị và rằng đại sứ Mỹ có ý tốt, có người khen ngợi ông là một nhà ngoại giao tuyệt vời hay đại sứ dễ thương nhất. Ông Daniel Crichtonbrink là một nhà ngoại giao chuyên nghiệp, từng phục vụ tại Kuwait, Trung Quốc và Nhật Bản, sắp kết thúc nhiệm kỳ tại Việt Nam sau 3 năm. Ông là đại sứ Mỹ đầu tiên tại Việt Nam đến viếng Nghĩa trang Quân đội Việt Nam Cộng Hòa ở Biên Hòa và Nghĩa trang Liệt sĩ Trường Sơn ở Quảng Trị.